thưa quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, các nước hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông sau các vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hamas của Palestine và chỉ huy của phong trào Hezbollah ở Liban. Thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran hôm qua và trước đó cùng ngày, chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Zouk bị giết trong một cuộc không kích của israel vào thủ đô beirut của liban tại cuộc họp khẩn của hội đồng bảo an ngày hôm qua đại sứ anh tại liên hợp quốc barbara woodward kêu gọi các bên kiềm chế và ngừng bắn ngay lập tức ở gaza đồng thời israel và hamas cần cam kết tiến trình hòa bình sẽ dẫn đến giải pháp hai nhà nước bà nói con đường dẫn đến hòa bình phải thông qua đàm phán hòa bình lâu dài sẽ không được đảm bảo bằng bom đạn phó đại diện thường trực của nhật bản tại liên hợp quốc shino mexico kết quả các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Phó Thông, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc thì cho biết, việc không đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza là nguyên nhân khiến căng thẳng gia tăng. Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Ijavani cho rằng, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ từ Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng ra tuyên bố về vụ việc. Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, trả lời phỏng vấn kênh cna ngoại trưởng blinken cho biết chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ việc tôi muốn nói rằng mỹ không biết và cũng không liên quan khi được hỏi về tác động của vụ ám sát thủ lĩnh hamas đối với khu vực trung đông ông nói rất khó để suy đoán và qua nhiều năm tôi hiểu rằng không nên suy đoán về tác động của một sự kiện với sự kiện khác nhà ngoại giao mỹ cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là rất quan trọng đối với người dân palestine ở gaza và công tin đang bị giam giữ ông khẳng định Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt được mục tiêu trên. Liên minh châu EU hôm qua thông báo bắt đầu giải ngân 400 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp cho chính quyền Palestine để giải quyết vấn đề ngân sách. Thông báo nêu rõ, 150 triệu euro sẽ cùng khoản tài trợ để trả lương cho công chức ở bờ Tây và hỗ trợ gia đình dễ bị tổn thương. Phần tiền còn lại sẽ được giải ngân vào tháng 8 và tháng 9, tùy thuộc vào tiến độ thực hiện chương trình cải cách của chính quyền Palestine vốn đối mặt với khủng hoảng tài chính và cuộc xung đột Gaza khiến tình hình trầm trọng khi Israel giữ lại doanh thu thuế. Lầu Năm Góc không qua thông báo các công tố viên đã đạt được thỏa thuận buộc tội đối với kẻ chủ mưu tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là Khalid Seyid Mohamed và hai bị cáo khác đó là Walid bin Attas và Mustafa al-Hawasawi. Trích nguồn tin giấu tên, tờ New York Times cho biết ba người này bị giam giữ từ năm 2003 đã đồng ý nhận tội âm mưu khủng bố để hưởng án chung thân thay vì tử hình. Mohamed bị cáo buộc là chủ mưu chính của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Gốc bên ngoài Washington. Theo báo trên, công tố viên trưởng, John đô đốc Aaron Rook cho biết, ba bị cáo đồng ý nhận tội đối với tất cả các tội danh bị cáo buộc, bao gồm tội giết 2.976 người được liệt kê trong bản cáo trạng. Cảnh sát Bangladesh thông qua xịt hơi cay vào đám đông sinh viên biểu tình ở thủ đô Dhaka và một số thành phố khác trên cả nước. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc cảnh sát dùng vũ lực, đàn áp, khiến 150 người thiệt mạng hồi tháng trước. Cảnh sát Bangladesh cho biết đã hành động khi người biểu tình tấn công họ và cố phá hàng rào chắn để tiến vào tòa án tối cao ở Dhaka. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích việc hàng ngàn người biểu tình bị bắt và 150 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối hàng ngạch việc làm mà chính phủ đưa ra. Hôm 30 tháng 7, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric nhấn mạnh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại về báo cáo hàng ngàn người trẻ và thành viên phe đối lập ở Bangladesh bị bắt hàng loạt, cũng như việc lực lượng an ninh sử dụng vũ lực quá mức. Liên minh châu Âu hôm qua khoảng đàm phán với Bangladesh về thỏa thuận hợp tác mới sau khi chỉ trích phản ứng của Dhaka trong việc ngăn chặn biểu tình. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi trao quyền cho thanh niên để giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế thanh niên 12 tháng 8, ông Guterres cho biết việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi một sự thay đổi lớn. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu trao quyền cho thanh niên và làm việc bình đẳng giới với họ. Ông nhấn mạnh, thanh niên đang tận dụng tối đa các công cụ kỹ thuật số để giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu đến khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tham gia của thanh niên ở mọi cấp độ, thúc đẩy đối thoại và mở rộng các cơ hội tài trợ cho thanh niên ở mọi nơi. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.